Ok các bạn ơi, bây giờ sẽ chơi một cái thử thách là 20 người lộn cùng một lúc. Cái này là cái gì? Ốc, 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 ốc. Đây là ốc của em. Ốc à? Mời dân chơi. Quá dữ luôn. Quá dữ luôn. Mình là fan của anh Trung nha. Đứng nha Trang, đừng có ra đây. Ta lại ăn, không có ngon. Ôi, ôi, ôi. Cả heo đi, cả heo đi. Hello. Xin chào các bạn, lại là các dân chơi Flaho đây. Và hiện tại team đang có mặt ở thành phố biển Nha Trang. Nhân tiện này đến thành phố Nha Trang thì Trung có liên hệ với mấy bạn trẻ tập parkour, tập nhào lộn ở Nha Trang. Tí là mấy bạn ấy sẽ ra đây chơi với cả Trung. 60.000 một ghế, 120 là cả bạc. Anh em mình ngồi đây chơi chơi tí. Ở kia thấy đang bán cua, bán tôm tép gì ấy quý. Bao nhiêu nhỉ? 300 à? 350 em ơi. Cái này là cái gì? Ốc, 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 ốc. Dân review, review đoạn. Ừ, nói chung mà, được đấy. Tôm hùm nè, ốc nè, tôm tí tẹo, với lại một con cua. How do you feel? Được, còn giò mấy không? Đã chết cái mùi hết đấy rồi, quay nãy giờ đói. Ăn lấy sức, quay tiếp. Ơ, cua bên trong gạch, là cái gì? Gạch, gạch, gạch mà trong màu mỡ này à? Không phải, sa tế. Sa tế à? Cua sa tế chứ không phải cua gạch các bạn. Từ miếng đầu tiên nhá, xem mà. Quá yêu ăn còn sắp đến. Các bạn ở Trung để ý. Ở đây chả ai mua, mỗi Trung mua. Anh đến mua cái này, cái xiên này ăn còn vào. Gọi là được rồi luôn, nó không tươi lắm đâu các bạn. Nói chung là ăn hoài. Nói chung là nếu mà đói thì ăn thì vẫn là ngon. Và nếu mà sành ăn một tí thì khuyên các bạn là đến Nha Trang đừng có ra đây. Ta lại ăn không có ngon. Ok các bạn, thì bây giờ sẽ là tiết mục giao lưu giữa team Flaho và team Nha Trang. Đạt, Đạt có thể nói cho các bạn biết là áo Flaho em có ở đâu không? Thì có gần Trung. Các bạn muốn mua áo Flaho thì hãy liên hệ với Trung để mua những áo Flaho rất là đẹp. Đi liên tục vào, đi nhiều vào. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Em tên là gì? Em tên là Xin. Xiên à? Thịt xiên lướng à? À, Xin của bé Vũ Trì à? Em bao tuổi, sinh năm bao nhiêu? Không nhớ. What? Không nhớ là mình sinh năm bao nhiêu á? Không nhớ. Ok, anh em mình chơi đi. Rồi, thỉnh thoảng nhìn đồ tí Huy ạ. Rồi, dân chơi Huy. Úi giời. Chơi được một tí thì trời đang chuẩn bị mưa to. Hướng dẫn viên Hưng sẽ dẫn hai anh em ra nhảy cầu. Nhưng mà có thể nhảy được từ trẻ con đến người lớn. Cầu này nổi tiếng là cho những bạn nhảy nhào lộn đấy đúng không? Ok thưa các bạn, thì bây giờ chúng tôi đã đến cây cầu. Ủa cái này có cao không ấy? Đủ, đủ cao. Anh ấy không phải anh run cả. Ủa cái nước này có sâu không ta? Thì nhỏ có mấy cái đen đen này là cái gì? Nhìn như kiểu sắp chạm ấy nhở? Cái đấy là sắp chạm đấy. À, cái này nó phê. Thôi thì em mở bát bên này đi. Holy. Ghê quá. Mời dân chơi. Dài đây. Quay đi bạn. Quay nhé cầu thôi. Có gì không? Phải là em đang lên YouTube à? Ờ đúng rồi, mà có gì không? Em là Trâm đấy hả? Không. Em thì cũng là YouTuber thôi. Bây giờ bạn bây giờ chuyển sang thử thách 2 vòng. Bên này đợi em nghe nói tụi nó kêu có cái gì dưới đây nè nên hạn chế nhảy. Đây á. Bên này có cái gì cơ? Ghê nha. Tù phết. Chết mẹ. Ôi ơi ơi. Đồ trụy vãi. Cá heo đi, cá heo đi. Cá heo. Có ai 2 vòng luôn không? À đâu rồi, 2 vòng thôi. Làm tí lửa đi. Tài, 2 vòng. 2 vòng gì phải nói biết đi. Rồi, dân chơi Huy 2 vòng nhá. Vòng dưới, vòng dưới. Cú này chơi. Quẹp luôn.
Thôi được rồi, double layout đây. Tướng làm gì? 4-2 vòng đá bách. Rồi, đá bách. Cố lên Hưng ơi. Hai vòng. Quá dữ luôn. Oh shit. Ai khóc nỗi đau này. Okay, các bạn này bây giờ sẽ double layout, tức là lộn hai vòng nhưng mà lại ưỡn người. Để là chúng ta khó lắm. Trung khôn tái xuất nào các bạn. Lâu lắm mới không chơi. Dân chơi đứt thật này. Dân chơi. I need all of you to stop what you're doing and listen. Dân chơi. Cố lên em. Không leo. Ok. Yeah. Càng. Ok các bạn thì bây giờ sẽ chơi một cái thử thách là 20 người lộn cùng một lúc. Được, là sợ lắm. Mình là Lò Tôn. Mình là fan Tuấn Trung nha. Mình mới tập form clip, mình không đứng được. Mấy đứa chơi không? Hả? Em chỉ biết làm trên cát thôi. 20 quả phone một lúc. 1 2 3 tập chơi. Ok thưa các bạn thì tập xong rồi mấy anh em không biết là đi đâu cả. Nên là thôi anh em mình đi về em ơi, đi về đi. Rồi, chào mọi người. Rồi, bye bye nhá. Hẹn có dịp nào thì anh lại về chơi nhá. Bye bye. Cảm ơn em. Bé bé, có muốn nói gì không? Không. Em này em kêu gọi các bạn đến chơi. Rồi nhá, bye bye. Bye bye. 1 2 3. Bây giờ đang lang thang trên thành phố Nha Trang. Bụi đời, dân chơi hóa bụi đời. Hóa bụi đời rồi, dân chơi là thành bụi đời lên lết. Tìm một quán ăn, xong rồi ăn các thứ, xong rồi chạy về sân bay để kịp chuyến bay về Sài Gòn các bạn. Đó, mày đưa nếp cho mày khoái. Ok. Cảm ơn em. Dạ em đi đây. Dạ, cảm ơn cô chú. Ok, yo, thưa các bạn thì hiện tại team đang có mặt ở sân bay Cam Ranh để về Sài Gòn. Thế thì một lần nữa cảm ơn mấy anh em tập luyện ở thành phố Nha Trang rất là nhiều để đón tiếp Team Flow rất là nhiệt tình. Thế thì cái chuyến đi ngày hôm nay nó cũng hơi gấp em nhỉ. Đi có một ngày thôi các bạn ạ, nên là không có nhiều thời gian để đi chơi, khám phá các thứ. Tinh túy. Đấy thì nói chung là nếu mà các bạn yêu thích video này thì đừng quên like, chia sẻ và subscribe để đón xem nhiều video hay hơn với hấp dẫn hơn nữa. Ok, bye bye các bạn nhé. Talk about me when I'm gone. Oh, honey.